chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Bếp Linh Nguyễn chia sẻ cho cô chú anh chị mình cùng xem một cái món ăn sang của Linh Nguyễn nha. Ở đây mình đã phơi cái món ăn sang này trong vòng 3 ngày rồi nè. Đây, nó đã héo rồi nè. Trước khi mình mua về là mình không có sử dụng liền nha. Rồi, mình đã phơi trong vòng 3 nắng rồi. Sau đó mình sẽ ngâm nè. Mình sẽ ngâm muối trong vòng 1 đêm nè. Mình cho muối vô. Và sau đó là mình cho nước ngập lên nè. Và mình ngâm. Mình ngâm trong vòng 1 đêm nha. Khoai của mình đã ngâm trong vòng 1 đêm rồi. Bắt đầu mình lấy ra mình rửa nè. Mình rửa, mình để ráo nước là bắt đầu mình cho vào nồi mình hấp nha. Mình hấp cách thủy chứ mình không có nấu trực tiếp chung với nước nha. Thì mình hấp như vậy nè, là cái củ khoai của mình giữ nguyên cái chất ngọt nè. Và nó sẽ không có bị bể ra. Và khoai của mình nó sẽ rất là ngon nha mọi người. Wow, rồi sau đó mình đậy nắp lại nè. Và mình cứ việc mình bật lửa lên là mình hấp thôi. Mình hấp ở đây là trong vòng đúng 1 tiếng đồng hồ luôn á nha mọi người. Rồi, mình cũng hấp được 45 phút rồi nè. Bắt đầu mình sẽ dở ra mình thăm xem coi là khoai của mình có chín chưa nè. Bầu mình thử cái củ to nhất nè. Chưa có xăm lủng luôn á mọi người. Còn củ nhỏ thì nó đã chín rồi nè. Như vậy là mình sẽ hấp thêm 15 phút nữa. Wow, rồi bây giờ bắt đầu là đúng 1 tiếng đồng hồ rồi nè. Mình sẽ chĩa lại cái củ khoai nè. Rồi nó đã lủng rồi nè. Mình sẽ chĩa thêm một cái củ nhỏ nữa. Rồi khoai của mình cũng chín rồi. Bắt đầu mình tắt lửa và mình để nguội. Mình mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng dùng khoai lang nè. Khoai lang mình đã nấu xong hết rồi, thì mình cũng để nguội rồi. Ở ngoài trời hiện tại bây giờ là đang mưa đó mọi người ơi. Thì bây giờ bắt đầu mình nhâm nhi từng củ khoai lang nè. Khoai lang này nó rất là tốt cho sức khỏe nha. Ở đây mình có khoai lang này là khoai lang màu tím đó nha mọi người. Thì mình hấp. Mình hấp chứ mình không có nấu trực tiếp qua nước nha. Thì mình hấp á, nó còn giữ nguyên một cái chất khoai ở trong đây. Nó không có ra nước, nó không có ra gì nha. Thì bây giờ là bắt đầu mình sẽ mời mọi người và cả nhà mình cùng dùng cái khoai lang này nha. Khoai lang này nó rất là nhiều công dụng nha mọi người. Mọi người, khoai lang màu tím nhưng mà thường khi mình nấu trực tiếp vô nước á, mình mua về mà mình nấu trực tiếp vô nước á, thì nó sẽ bị hay bị có cái chất bột nhiều nè và nó sẽ bị bể ra đó, nứt ra nhiều. Còn cái này mình hấp thì nó vẫn còn nguyên cũ luôn nha. Đây rất là ngon nè mọi người ơi, mình mời mọi người và cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Khoai lang tím ăn thử ạ. Rồi mọi người, nó rất là dẻo luôn nha. Ở bên mình hấp thì nó rất là dẻo luôn. Và nó có cái vị ngọt nha. Thường á, là mình mua ngoài chợ về mình hay nấu liền. Thì nó sẽ bị bột nè. Và nó sẽ bể ra. Còn cái này là mình đã phơi nắng trong vòng 3 ngày. Và sau đó mình ngâm muối một đêm. Và bắt đầu mình để lên mình hấp. Thì cái khoai lang của mình nó rất là chắc nè. Và nó ngọt nữa. Và nó có chất dẻo nha. Chứ cái loại khoai lang này là không bao giờ là dẻo nha. Chỉ có trừ khi là khoai lang Nhật thì nó mới dẻo. Còn hôm nay là mình thử nghiệm mình nấu cái kiểu giống như mẹ mình ở dưới quê á, cũng thường xuyên cũng nấu khoai cho mình ăn hồi thơ ấu á. Thì đâm ra là mình lấy cái kinh nghiệm từ mẹ,
mà mình áp dụng, và sau đó là mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và mọi người mình cùng xem thử cái cách của mình nấu khoai có ngon hay không nha. Còn cô chú anh chị nào mà đã biết qua cái cách này hoặc là có cách khác thì để lại ở dưới cái bình luận để cho mình sẽ rút kinh nghiệm về sau nha. Cái củ khoai lang này nó rất là công dụng luôn đó mọi người, nhìn nó rất là ngon luôn. Mình mời cô chú anh chị và các bạn nha. Cái củ khoai lang tím này nè mọi người, nó rất là lợi ích cho sức khỏe luôn nha. Nó lợi ích cho sức khỏe nhiều lắm nè. Nó có nhiều chất dinh dưỡng nè, tất cả các loại khoai luôn, thì bao gồm là khoai tím nha. Nó rất là có chất dinh dưỡng cao nè. Rồi ở cả vỏ nè, cả vỏ lẫn cả cái thịt khoai luôn nha. À, nó tốt cho đường huyết nè, và nó cải thiện được cái huyết áp của mình nha, và giảm cái rủi ro ung thư nè, tăng cường chất xơ nữa nha mọi người. Thì mình cũng thích ăn khoai lang lắm, ngày nào mình cũng có khoai lang. Khoai lang này nó cũng hỗ trợ cho, nó giúp mình không có bị táo bón nha. Ăn cái khoai lang này thường xuyên nó cũng rất là tốt lắm nha mọi người. Thì mình mời mọi người, cô chú anh chị mình cùng tham khảo cái khoai lang màu tím này nha. Thì mình trời mưa mà, râm râm mưa thì mình dùng củ khoai lang nè, sau đó mình nhấm nháp từng ly trà hoặc là ly nước đá lạnh cũng rất là ngon nha mọi người. Rồi mình mời mọi người nha. Làm theo cái cách này nó rất là dẻo luôn mọi người ơi, nó dẻo và nó ngọt khoai lắm. Khoai lang tím này nè mình còn dùng để mà mình làm bánh nè, mình nấu chè nè. Mình cũng đã đăng nhiều cái clip mà làm bánh từ khoai lang chiên nè, khoai lang mà mình làm bánh mình hấp nhân đậu xanh nè, và mình có làm cái chè khoai lang dẻo cũng rất là ngon nha mọi người. Nếu mà mọi người nào mà có thích làm những cái món giống như mình kể trên á, thì mọi người vào cái kênh của Linh Nguyễn Vê Lắm sẽ thấy những cái món ăn mà Linh Nguyễn đã chia sẻ nha. Rất là ngon luôn mọi người ơi. Mời mọi người mình cùng dùng nước nha. Đây là mọi người ơi nè, cái khoai lang của mình nè, nó rất là dẻo luôn. Đây, mình sẽ cắt ra cho mọi người mình cùng xem nha. Đây là mọi người. Wow, khoai lang tím rất là đẹp luôn nha mọi người. Nó rất là đẹp luôn. Mình mời cô chú anh chị và cả nhà mình cùng dùng khoai lang tím rất là ngon. Rồi thôi, mình cũng kết thúc clip tại đây nha. Mình chúc cô chú anh chị và cả nhà mình luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc nè, luôn thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình và cả nhà mình trong cái clip lần sau nha.